với một khối gỗ cao hơn đầu người, cộng với việc là chất gỗ rất là cứng, nặng, và đây là một loại gỗ đã tuyệt chủng ở Việt Nam, thì xin bật mí với các bạn, đây chính là phôi gỗ thủy tùng Tây Nguyên. Và trên một cái phôi gỗ thủy tùng như này, bác khách đã gửi cho chúng tôi và yêu cầu chúng tôi thiết kế một cái mẫu tranh thật là độc lạ để bác ấy bày vào trong phòng trà. Và với dữ liệu là gỗ quý hiếm cộng với lại việc bày ở trong phòng trà, thì chúng tôi đã thiết kế đục một cái hồ sen ở trên cái thân cây này, và từng cái vân của cái loại gỗ này nó hòa vào cùng với từng cái cánh sen như này, nó tạo ra một cái nét đẹp rất là tự nhiên mà gần như là những loại gỗ khác đều không có. Và có một điểm nhấn nhiều hơn nữa ở trên bức tranh này, ở trên cái tác phẩm này, đó là khi mà đục xong cái trụ cột này thì bác khách muốn để một cái pho tượng Phật ở bên trên, và chúng tôi đã thiết kế đục thêm một cái chi tiết, đó là cái chùa một cột, để mang tới điểm nhấn là văn hóa Việt, mang tới điểm nhấn đó là ý nghĩa của Việt Nam ở trên từng cái tác phẩm. Các bạn hãy cùng cảm nhận xem là phôi gỗ quý hiếm như này, chúng tôi đã thiết kế một cái mẫu tranh như này, có thực sự là phù hợp hay không? Hãy chia sẻ cảm nhận nhé.